phúc lộc hồng ân Chúa ban, ân tình con thiết tha, ca ngợi khen Chúa ca trời cao. Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, ngàn đời Chúa ấp ủ đời con. Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, ngàn đời Chúa ấp ủ đời con. Cơn mưa lũ cho dòng hương thắm màu đẹp tươi, tình ngài vừa trời giáng đông đem niềm vui chiếu sáng trần gian, cho bầy chim diêu dít tung cánh gọi cùng nhau hát vang, hoa nở trong nắng mai hương tỏa thơm đến ngài tỏa quà tặng tin mừng lời Chúa thứ bảy sau lễ cho cả những bất lực. Bài viết của linh mục Minh Anh, tổng giáo phận Huế. Tôi không đến kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi để họ sám hối. Trích tin mừng Luca chương 5 câu 32. Một thiếu nữ được bác sĩ cho biết cô không bao giờ có thể thoát khỏi ngục tù của tật nguyền. Ồ, không, cô trả lời. Thưa bác sĩ, còn rất nhiều cách để sống trong những giới hạn nếu tôi không mệt mỏi chiến đấu với chúng. Thiếu nữ đó là Helen Keller, một nhà văn mù và điếc. Cô viết, hãy đối mặt với những khiếm khuyết và thừa nhận chúng. Chúa không chỉ cần những tài năng của bạn, Ngài cần cả những bất lực của bạn. Kính thưa anh chị em, đồng quan điểm với nữ văn sĩ tài hoa Helen Keller, tin mừng hôm nay tiết lộ một quan điểm mới mẻ không thể tin được của ơn cứu độ. Tại nhà Matthew, Chúa Giêsu tự nhận là thầy thuốc. Nhưng thầy thuốc sẽ làm gì nếu không có bệnh nhân? Ông sẽ phá sản. Vì thế, ở một khía cạnh nào đó, thầy thuốc Giêsu cần bệnh nhân. Ngài cần cả những bất lực của bạn. Giêsu đấng cứu độ thế giới. Nhưng nếu thế giới không có tội nhân thì sao? Cái chết của Con Thiên Chúa sẽ lãng xẹt, và lòng thương xót của Ngài thật vô tích sự. Như vậy, theo một nghĩa nào đó, với tư cách cứu độ, Chúa Giêsu cần những tội nhân. Ngài cần những con người chống lại Thiên Chúa, những con người vi phạm lề luật, vi phạm phẩm giá của họ và phẩm giá người khác. Tắt một lời, Ngài cần mọi loại hình tội nhân. Thật sao? Ngài là cứu Chúa, Ngài cần có những ai cần cứu, cần cả những bất lực của họ. Thật quan trọng để bạn và tôi hiểu được sự thật này, để từ đó chúng ta nhận ra rằng việc tội nhân đến với Chúa Giêsu mang theo bao ô uế của tội lỗi nơi họ sẽ là cơ hội cho trái tim rất thánh của Ngài thi thố lòng thương xót. Nó mang lại cho Ngài một niềm vui tràn đầy, vì qua đó Ngài hoàn thành sứ mệnh với tư cách đấng cứu độ duy nhất. Đại diện mọi tội nhân, Matthew đồng bàn với Chúa Giêsu, và điều này khiến Ngài chịu nhiều tai tiếng. Ngài chống chế, tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Tuyệt vời! Đó là một tuyên bố dành cho một nhân loại thương tích,
cũng là nhân loại Ngài cần để cứu nó. Không loại trừ ai, Ngài muốn tiếp cận mọi người, tha thứ cho mọi người. Hãy học cách thức tìm kiếm của Ngài. Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa. Thánh Vịnh Đáp Ca: đường lối tìm kiếm để thứ tha. Đường lối Chúa là thế, khác với đường lối loài người vốn đầy cử chỉ đe dọa và lời nói hại người. Bài đọc Isaiah: với Chúa, khi ai đó phạm tội nhiều, Ngài cần họ nhiều hơn. Ngài tìm mọi cách để tiếp cận họ, ban ân sủng và tha thứ. Qua đó, Ngài dạy chúng ta nhẫn nại, yêu thương, xây những chiếc cầu thay vì những bức tường bất cứ khi nào có cơ hội. Anh chị em, tôi đến để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Chúa cần bạn và tôi, các tội nhân, nhưng Ngài cần chúng ta biết cách để sống trong những giới hạn, không mệt mỏi chiến đấu, biết đối mặt với những khiếm khuyết và thừa nhận chúng, và nhất là đem cả những bất lực của mình đến cho Ngài. Ngài đang đợi từng người. Chúng ta là niềm vui, là đối tượng sứ vụ của Ngài. Hãy đến trong tình trạng tổn thương và tội lỗi, và theo cách này chúng ta cho phép Ngài biểu lộ lòng thương xót của trái tim rất thánh. Ngài cần chúng ta, đó là quà tặng bạn và tôi mang đến cho Ngài. Bạn có tin điều đó không? Chúng ta có thể cầu nguyện: lạy Chúa, con biết con cần Chúa, nhưng con không biết Chúa cũng cần con. Này con đem đến cho Chúa mọi tội lỗi của con. Cho con biết đứng lên và đi tới. Amen. Lời nhắn: mọi người đều có thể yêu cầu được nhận bài suy niệm ngắn gọn tương tự của cùng tác giả trong mỗi ngày. Xin liên lạc qua email minhanhhue06@gmail.com. Xin cảm ơn. Linh Mục Minh Anh, Tổng Giáo Phận Huế. Hẹn gặp lại. Con xin cảm tạ lòng thương xót Chúa. Vì yêu thương con, Ngài sinh xuống nơi gian trần. Vì yêu thương con, Ngài mang thân phận tội lỗi. Dù bao thương đau, Ngài luôn gánh tội cho con. Lạy Chúa, xin dâng lời cảm tạ tình thương Chúa. Xin dâng lời cảm tạ lòng từ nhân, vì Chúa hằng thương xót và tha thứ. Lạy Chúa, xin dâng Ngài một ca khúc dịu êm. Xin dâng Ngài lòng cảm mến tri ân, vì Chúa hằng thương xót và thứ tha. Bao cơn sóng đời đắm chìm đời con trong nước mắt. Chiều buông âm u, lòng con đắng cay trong lỗi lầm. Nhìn lên Giê-xu nhục thân trên thập tự giá. Vì yêu thương con, Ngài chiến cứu chuộc cho con. Lạy Chúa, xin dâng lời cảm tạ tình thương Chúa. Xin dâng lời cảm tạ lòng từ nhân, vì Chúa hằng thương xót và tha thứ. Lạy Chúa, xin dâng Ngài một ca khúc dịu êm.